500 giờ huấn luyện đầu tư bất động sản cùng Rick Nguyễn là chương trình được Rick Nguyễn Academy trao tặng nhằm kích thích tinh thần học tập cho cộng đồng các nhà đầu tư bất động sản với mong muốn tạo lập kiến thức nền tảng, khai mở tư duy, định hình tư duy đúng, kiến thức đúng, công cụ đúng. 500 giờ huấn luyện đầu tư bất động sản cùng Rick Nguyễn thu hút sự chú ý từ truyền thông, báo chí, cà phê ép, báo mới, báo sinh viên. Là chương trình học tập dành cho cộng đồng đầu tiên mà Rick Nguyễn Academy thực hiện. Mặc dù vẫn còn một số lỗi nhỏ, nhưng cùng với sự cố gắng và quyết tâm cao độ của tất cả các học viên, chương trình đã kết thúc thành công với những kết quả ấn tượng. 21 ngày học tập cường độ cao với lượng kiến thức lớn đã được truyền tải kịp thời tới các học viên, thu hút hơn 1.000 nhà đầu tư đăng ký tham gia bằng nhiều cách khác nhau. Qua Facebook, Google, đăng ký trực tiếp qua hotline, hơn 50 học viên là các nhà đầu tư đã hoàn thành xuất sắc 2 tuần và bước vào tuần học cuối cùng với quyết tâm và tinh thần học tập cao. Sau 3 tuần học tập cường độ cao, học bổng Rick Nguyễn Academy đã tìm được những chủ nhân xứng đáng nhất. Chúng ta cùng hồi hộp chờ đón giây phút vinh danh những học viên xuất sắc nhất. Ban tổ chức rất vui khi nhận được những phản hồi tích cực từ các học viên sau khi hoàn thành 3 tuần học. Đây chính là niềm động lực để Rick Nguyễn tiếp tục xây dựng những chương trình ý nghĩa hơn. Cùng lắng nghe những chia sẻ chân thật từ các học viên. Xin chào anh chị, tôi là Đức Danh và hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Công việc chính của Đức Danh hiện tại là nhà môi giới bất động sản chuyên khu vực Bình Dương và Đồng Nai. Chia sẻ đến với tất cả các anh chị thì bản thân của Đức Danh được học tương đối khá là nhiều những chương trình của các diễn giả trong nước lẫn ngoài nước. Tuy nhiên khi mà được biết đến thầy Rick Nguyễn cũng như những chương trình của thầy thì bản thân của Đức Danh thực sự rất thích thú và rất ấn tượng với người thầy này. Một cái điểm khác biệt rất lớn đó là những chương trình của thầy bắt đầu một cách rất nhẹ nhàng, rất chuyên nghiệp và tập trung thẳng vào những nội dung chính của những chuyên đề mà thầy đã chia sẻ. Chính vì thế giúp cho chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian cũng như là có thể tiếp thu được nhiều kiến thức nhất từ thầy Rick Nguyễn, và bản thân Đức Danh thật sự rất thích điều này. Một cái cơ duyên tình cờ mà Đức Danh biết đến chương trình 500 giờ huấn luyện đầu tư bất động sản cùng Rick Nguyễn, và Đức Danh cảm thấy đây là một điều may mắn rất lớn đối với mình trong thời điểm hiện tại. Nội dung của chương trình được chia làm 3 tuần học. Và ở đây thì Đức Danh không chỉ học được về đầu tư trong bất động sản mà Đức Danh còn được học rất là nhiều những kiến thức về phát triển và hoàn thiện bản thân của mình được tốt hơn. Đức Danh cảm thấy rất là hào hứng với khóa học này. Ngay trong tuần học đầu tiên thì Đức Danh đã được học rất nhiều những kiến thức về thầy đã chia sẻ trong lĩnh vực về đầu tư bất động sản, và gần như nó đã thay đổi hoàn toàn cái tư duy của mình trong cái lĩnh vực bất động sản và đặc biệt là trong lĩnh vực về đầu tư bất động sản. Mình nhận ra quá nhiều điều bất ngờ, gần như từ trước đến giờ mình chưa từng được ai chia sẻ cái điều này. Thầy chia sẻ một cách rất cụ thể và rất chi tiết, có một cách hệ thống thưa anh chị. Chính vì thế những cái người mà gần như là tay ngang, những người lần đầu tiên biết về lĩnh vực bất động sản cũng có thể tiếp thu được những cái kiến thức của thầy một cách trọn vẹn nhất. Và chính vì thế mà Đức Danh cảm thấy rất là hào hứng và mình chờ đợi từng ngày để mình được nhận cái khóa học tiếp theo của những tuần thứ 2 và tuần thứ 3 của thầy chia sẻ. Và bản thân của Đức Danh rất hy vọng chương trình này của thầy được lan tỏa đến rất nhiều người hơn nữa, tại vì nó vô cùng giá trị thưa anh chị. Bản thân của Đức Danh là một nhà môi giới bất động sản và mình đã tiếp xúc với hàng trăm khách hàng, và mình rút ra được một điều là hơn 90% khách hàng của người kia họ đang đầu tư một cách rất là may rủi và không biết được những cái nguyên lý, những cái nguyên tắc cốt lõi trong việc đầu tư bất động sản để bảo vệ dòng tiền cũng như là phát triển dòng tiền của mình một cách tốt nhất. Đức Danh rút ra được rất nhiều những cái kiến thức từ việc đầu tư trong lĩnh vực bất động sản để mình có thể hỗ trợ khách hàng của mình đầu tư một cách an toàn và một cách phát triển tốt hơn nữa, thu được cái lợi nhuận cao hơn nữa. Mình ra quyết định sẽ là trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp, là mọi thứ nó có một cách bài bản, có một cái nền tảng và nó an toàn và chắc chắn nhất. Và Đức Danh muốn gửi lời biết ơn chân thành đến với thầy Rick Nguyễn cũng như là ban tổ chức đã tạo ra một chương trình vô cùng giá trị và rất là hữu ích cho toàn thể những anh chị mà tìm hiểu về lĩnh vực bất động sản, và đặc biệt bản thân Đức Danh nhận được rất là nhiều những giá trị. Đức Danh xin gửi lời biết ơn chân thành đến với thầy Rick Nguyễn và ban tổ chức ạ. Các anh chị học nữa đi. Học sâu vào thì sẽ đến lúc cảnh chị làm nó nhàn lắm, không đau đầu gì cả. Mình đánh đầu nó gọn đấy, nó cứ nhẹ nhàng. Cái gì ạ? Nhá. Và hãy biến mình trở thành dạng lao động phức tạp. Các anh chị thì đó là những cái hình ảnh mà ghi nhận lại trong cái quá trình 500 giờ của chúng ta, đúng không ạ? Và có thể đâu đó các anh chị thấy có hình ảnh của anh chị ở trong đó, đúng không ạ? Những lời cảm ơn, những cái cảm xúc khác nhau. Và Rick Nguyễn tin rằng là qua những cái chương trình học này đã giúp cho anh chị định hình cái tư duy đầu tư của mình một cái cách sơ bộ nhất, đúng không ạ? Vâng. Và nó mới chỉ là cái chương trình khởi đầu để giúp cho anh chị có những cái tư duy nền tảng, có cái góc nhìn và hạn chế đi được những cái rủi ro trong cái quá trình đi đầu tư.
Đó. Còn thực sự để các anh chị chuyên sâu kiếm được tiền trong lĩnh vực này thì chắc chắn một điều các anh chị sẽ cần phải trải qua các chương trình huấn luyện chuyên sâu hơn nữa, đúng không ạ? Đó. Và ở phần thứ hai nữa mà Rich Nguyễn muốn giao lưu chia sẻ các anh chị, đó là phần trả lời các câu hỏi, đúng không ạ? Và Rich Nguyễn đã nhận được rất nhiều những cái câu hỏi của các anh chị ở khi tham gia cái chương trình này. Có những anh chị phải hỏi đến 6 câu, đúng không ạ? Có những anh chị đi hỏi khoảng 2 câu, 3 câu, đúng không ạ? Và Rich Nguyễn cùng đội ngũ đã tóm lược lại những cái danh sách cái câu hỏi đó, chia nó thành những cái cụm câu hỏi khác nhau, đúng không ạ? Và bây giờ Rich Nguyễn sẽ cùng các anh chị để đi giúp các anh chị giải đáp từng cái câu hỏi đó, đúng không ạ? Và ở nhóm đầu tiên thì nó liên quan những cái câu hỏi về nghiên cứu thị trường. Nghiên cứu thị trường. Và có anh chị hỏi như này. Trong quy trình 7 bước của đầu tư để phân tích và lựa chọn một thị trường thì cần làm báo cáo, cần làm những báo cáo nghiên cứu thị trường. Trong khi ở Việt Nam có đến 63 tỉnh thành, vậy thì cần tiến hành phân tích như thế nào để tìm ra được một tỉnh, một huyện hoặc một xã như thế nào để đầu tư, đúng không ạ? Vâng, câu hỏi rất là hay. Và đây là câu hỏi mà của số đông tất cả các anh chị khi chúng ta tham gia cái chương trình đầu tư này, đúng không ạ? Vâng. Thứ hai nữa là, vâng, Rich Nguyễn sẽ xin phép đọc liền một số câu và Rich Nguyễn sẽ trả lời cho anh chị dần từng mục một. Cái câu hỏi thứ hai, ví dụ như là sau khi phân tích, nghiên cứu lựa chọn một cái thị trường, đã chọn được một cái khu vực đầu tư, vậy thì tìm bất động sản như thế nào? Đó, rồi thì theo nguyên tắc mua khi trầm lắng và bán khi sôi động, đúng không ạ? Thì hầu như những lúc trầm lắng thì lại không có người đăng bán. Và những lúc gì ạ, trầm lắng thì lại cũng gì ạ, hạn chế những cái kênh thông tin để có thể tiếp cận được sản phẩm. Vậy thì sẽ tìm tài sản như thế nào? Phải chăng là gì ạ, sẽ tìm bất động sản như thế nào? Liệu có phải là có hai cách là cử một cái đội nhóm và tiếp xúc trực tiếp vào gì ạ, vào những cái chủ đất, hai là nhờ môi giới tìm, đúng không ạ? Đó, thì đấy là cái câu thứ hai. Đó. Cái câu thứ ba, vâng, trong 4 giai đoạn của thị trường thì những tiêu chí nào để nhận biết các giai đoạn của từng thời điểm? Ví dụ như là sơ khai, phát triển, bùng nổ, ổn định và duy trì, đúng không ạ? Vâng. Thế thì với hai cái câu đầu thì Rich Nguyễn xin trả lời như sau. Các anh chị hỏi rằng là với 63 tỉnh thành thì bây giờ phải làm nghiên cứu từ tỉnh thành nào? Chứ bây giờ nó nhiều thế, cứ bánh tỏa hỏa thì chết. Vâng. Và các anh chị ạ, nó sẽ có cái danh sách khoảng 20 cái tỉnh thành đứng đầu. 20 cái tỉnh thành đứng đầu. Nếu như làm tốt hơn thì các anh chị có thể hoạch định ra nó khoảng 30 cái tỉnh thành đứng đầu. Sau đấy chị bỏ đi khoảng 5 cái tỉnh thành đứng cao nhất. Ví dụ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Đúng không ạ? Nó sẽ là những cái tỉnh thành mà nó đứng đầu, nó đã quá mạnh. Và ở những thị trường đấy nó quá phát triển rồi. Không cần phải tìm hiểu nữa. Đúng không ạ? Thì nó sẽ còn lại khoảng 15 đến 20 cái thị trường ở phía sau của danh sách 20 hoặc 25 cái thị trường đứng đầu. Thì đấy là những thị trường các anh chị đáng phải quan tâm. Đúng không ạ? Đó. Thì đấy là để trả lời cho các anh chị câu hỏi đầu tiên. Là 63 tỉnh thành thì nghiên cứu và hoạch định vào tỉnh thành nào? Chả lẽ làm tận 63 cái à? Không. Chúng ta chỉ hoạch định trong khoảng 20 đến 25 cái tỉnh đứng đầu trên toàn quốc. Sau đó thu lại, đúng không ạ? Bỏ bớt đi khoảng 3 đến 5 tỉnh thành. Ví dụ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh là những cái tỉnh thành không cần phải nghiên cứu nữa. Vì ở đó chúng ta đều biết rằng phân khúc bất động sản tiềm năng nó nằm ở các khu kinh tế mới nổi hoặc ven đô. Nhưng như tôi thì tôi thích khu kinh tế mới nổi hơn. Vì các khu kinh tế mới nổi nó hứa hẹn ở cái sự phát triển nó bứt phá mạnh hơn là các vùng ven đô. Ví dụ như ven Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ven Hà Nội, đúng không ạ? Và tôi thích các khu kinh tế mới nổi hơn. Điều thứ hai nữa khiến cho tôi thích các khu kinh tế mới nổi hơn, bởi vì là nếu bạn chỉ ra ven đô thì rất nhiều những nhà đầu tư ở nội thành họ cũng ra ven đô. Đương nhiên thế là họ gì ạ? Cái thị trường nó quá dễ làm, tức là quá dễ tiếp cận. Nó dẫn đến việc là tính cạnh tranh nó cao và bạn khó gì ạ? Khó kiếm được hàng. Đúng không ạ? Bởi vì quá nhiều người làm. Và đó là lý do tại sao tôi lại hay thích về các khu kinh tế mới nổi. Nó xa trung tâm một chút, nhưng vì nó xa nên người ta ngại đi, còn tôi không ngại, đúng không ạ?
Và công việc này mỗi một điều hàng tôi kiếm từ 500 đến 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ nhờ việc là mua rẻ được các tài sản. Thì làm sao tôi lại phải ngại đi xa mất 2 tiếng, 3 tiếng hoặc là 4 tiếng đi ô tô mất đến nơi như vậy. Đúng không ạ? Hoặc có thể tôi bay vào trong các tỉnh miền Nam, tôi thiết lập đội ngũ và đội ngũ của tôi tràn xuống các khu vực đó. Thì việc đầu tiên bạn cứ làm nghiên cứu thị trường đi. Đúng không ạ? Bạn hãy cứ làm các nghiên cứu thị trường. Đương nhiên để có thể làm nghiên cứu thị trường một cách chuẩn mực thì chắc chắn bạn phải học chuyên đề nghiên cứu thị trường. Chứ bây giờ không thể ngồi đấy xong rồi tự tưởng tượng, không bao giờ tưởng tượng được. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Đó, và bạn cứ vừa làm vừa rút kinh nghiệm thì đáp án là 30 năm. 30 năm bạn sẽ rút ra được một số kinh nghiệm trong đầu tư bất động sản đấy. Nhưng sau đấy thì gì ạ? Lúc bấy thì nó 6-70 tuổi rồi, lúc bấy nghỉ hưu rồi, không ai rút kinh nghiệm nữa cả. Và từ giờ đến lúc đó thì phải trả giá nhiều lắm. Đúng không ạ? Đó, vâng. Thì câu hỏi, trả lời cho câu hỏi đầu tiên, nghiên cứu tỉnh thành nào? Hãy hoạch định ra khoảng 20 tỉnh thành đầu tiên, bỏ bớt đi khoảng 3 đến 5 tỉnh thành mà nó quá giàu mạnh ở phía trên đỉnh cao nhất, bỏ nó đi. Và làm khoảng 15 tỉnh thành đến 20 tỉnh thành ở phía các thứ bậc xếp hạng phía dưới. Đúng không ạ? Đó. Tuy nhiên các anh chị ạ, để hoạch định nghiên cứu thị trường là người ta chia theo cấp độ từ huyện, từ cấp huyện. Chứ người ta thường không nghiên cứu về cấp tỉnh nhiều. Sau này bạn được học phần nghiên cứu thị trường của tôi. Thì ví dụ tôi nghiên cứu về về Vân Trung của Bắc Giang. Thì tôi đi nghiên cứu Vân Trung ở Bắc Giang chứ tôi không nghiên cứu cả cái tỉnh Bắc Giang. Vì ở tỉnh Bắc Giang thì nó có rất nhiều khu công nghiệp, mình giả sử như thế. Nhưng tôi chỉ quan tâm đến khu công nghiệp của Vân Trung Bắc Giang. Ví dụ như vậy. Thì lúc đấy tôi tập trung nghiên cứu về Vân Trung Bắc Giang. Chứ tôi không nghiên cứu cả tỉnh Bắc Giang. Tôi chỉ có khoảng 20% nội dung là có nhắc đến tỉnh Bắc Giang với những lợi thế của nó. Sau đó thì bắt đầu đi nghiên cứu về cụ thể cái địa bàn. Chứ không ai nghiên cứu cả một tỉnh cả. Vì vậy với 20 tỉnh thành đầu tiên mà bỏ đi khoảng 3 đến 5 tỉnh thành cao nhất thì bạn sẽ vẫn còn đâu đó khoảng 15 tỉnh thành. Trong 15 tỉnh thành đó thì mỗi tỉnh nó sẽ có khoảng mười mấy huyện nữa. Thì lúc bấy nó lại phải trẻ nhỏ ra tiếp. Đúng không ạ? Vâng. Và đương nhiên không ai dành thời gian để đi nghiên cứu từng huyện như thế cả. Người ta phải tìm cái sơ bộ trước để xem tỉnh thành nào xứng đáng. Xứng đáng. Đúng không ạ? Tỉnh thành nào xứng đáng để nghiên cứu. Đúng không ạ? Vâng. Trả lời cái câu hỏi thứ hai nữa, đó là khi đã có gì ạ, nghiên cứu được một cái thị trường rồi thì làm sao để tìm được bất động sản? Thì xin thưa các anh chị, nói một cách đơn giản thì đó là thông qua môi giới và các tổ chức về trung gian để tìm hàng hoặc xây dựng đội ngũ của mình. Ví dụ như tôi là tôi phải tạo lập một đội ngũ riêng và tràn vào thị trường. Đúng không ạ? Thì làm như thế nó mới sâu. Chứ đợi mấy ông cò thì các ông ấy chỉ đợi lúc nào cũng đặt cọc bán chành thôi. Và tôi, nếu như các bạn để ý trong cái quy trình 7 bước của đầu tư bất động sản thì nó có bước thứ 3, đó là xây dựng các mối quan hệ. Thì trong đấy có xây dựng mối quan hệ với các cấp độ cán bộ địa chính, xây dựng với cò và xây dựng với các nhà đầu tư hết tiền. Thì nguồn hàng thường về từ các nhà đầu tư hết tiền và cán bộ địa chính nhiều hơn. Chứ từ môi giới thì hiếm lắm bạn ạ. Vì 10 ông làm môi giới thì 9 ông trong đấy mắt nhìn lúc nào cũng háu háu rình để ăn tươi nuốt sống nhà đầu tư. Và tôi gọi đó là chất thổ phỉ ở bên trong của mỗi môi giới. Và 10 người may lắm chỉ được một người là có cái tư duy nó tốt thôi. Đúng ạ? Và có cái tư tưởng, cái tâm mang đến cho nhà đầu tư tốt thôi. Chứ còn nguyên tắc của người ta thì thằng nào có chủ thằng ấy thờ. Họ làm sale mà họ không bán được hàng và kiếm được tiền chênh từ việc bán đất thì đấy là thằng sale vớ vẩn bạn ạ. Nên nhưng bạn lại là nhà đầu tư mà bạn đi đầu tư mà lại để sale nó qua mặt thì bạn là nhà đầu tư vớ vẩn. Thế nên là thằng nào có chủ thì thằng ấy thờ thôi. Đúng ạ? Hãy cứ xem Tam Quốc đi, người ta chửi Lưu Bị suốt ngày trong khi Lưu Bị là nhân nghĩa hơn người, đơn giản thôi. Đúng ạ? Vì thằng nào có chủ thằng ấy thờ. Thế nên là người của Tào Tháo suốt ngày chửi Lưu Bị là giả nhân giả nghĩa. Người của Tôn Quyền suốt ngày chê Lưu Bị là kẻ cũng giả nhân giả nghĩa rồi dối gian rồi lừa lọc tất cả mọi thứ. Trong khi rõ ràng Lưu Bị là nhân nghĩa hơn người. Thì bạn phải hiểu một điều, ai có chủ thì người đấy thờ. Đấy là cái tư tưởng mà bạn nên nắm rõ, đúng không ạ?
Và nếu như bạn không có tư duy đúng, kiến thức đúng và biết cách vận dụng công cụ đúng, trên thị trường nó luộc bạn bình thường. Thế nên là cái nghề này có nhiều người giàu lên thì cũng phải có nhiều kẻ gì ạ? Phải nhiều kẻ mất tiền đi chứ. Chưa bao giờ là chơi cuộc chơi này ai cũng được cả. Bạn hãy chỉ cho tôi bất cứ cuộc chơi nào mà ai cũng thắng. Trừ đi học. Trừ đi học. Vì đi học là trang bị kiến thức cho bạn. Thế nên ai đi học có kiến thức về là đều gì ạ? Đều có cái chiến thắng. Chứ còn đã bước chân ra thị trường mà đến ngay cả tôi với bạn mà cạnh tranh nhau trên cùng thị trường, tôi luộc bạn bình thường. Đúng không ạ? Lúc bấy thằng nào giỏi thì ăn thằng ngu hơn. Chuyện nó chỉ đơn giản vậy thôi. Vì bạn không có kiến thức và chiến lược của bạn là mẩu bánh mì vụn. Đúng không ạ? Vâng. Đó. Quay trở lại với cái câu hỏi ban nãy vừa rồi của một số các anh chị. Đó là chúng ta tìm hàng như nào? Thì Rich Nguyễn vừa nói các anh chị rồi. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ thông qua các tổ chức trung gian hoặc cử người của chúng ta xuống. Đó. Và trong thời điểm ngay cả khi thị trường đang trầm lắng, bạn ạ, vẫn đầy tìm bán đất. Không có chuyện là không có người đang bán đâu. Nhưng sau đấy mình lại phải len lỏi vào. Người ta đang bán là việc của người ta. Còn chọn vị trí nào mua đấy là việc của tôi. Khi chúng tôi đã làm nghiên cứu thị trường, đọc soi quy hoạch, hoạch định khu vực, định vị phân khúc, tất cả mọi thứ rõ ràng, thì tôi biết rằng ở thị trường đó chúng tôi chỉ mua dọc cái tuyến đường này thôi. Dọc cái tuyến đường này. Đúng không ạ? Hoặc là xuyên qua một cái huyện, một cái xã nào đó. Thì chúng tôi hoạch định và tôi chỉ cho môi giới và đội ngũ của tôi. Tôi chỉ lấy hàng ở dọc cái tuyến đấy. Ngoài tuyến khác thì phải ở để giai đoạn sau, hai tính sau. Đúng không ạ? Các anh chị không ạ? Đó, nên là phải chắc chắn một điều là anh chị phải làm chủ được cuộc chơi. Còn nếu không anh chị lơ ngơ thì mất tiền thôi. Đúng không ạ? Nhá. Và thì đó là trả lời cho hai cái câu hỏi đầu tiên. Nghiên cứu như thế nào? Đúng không ạ? Và tìm hàng rồi thì để mua hàng thế nào? Thì tìm hàng và để mua hàng thì nó là cả một cái chuyên đề. Từ chiến lược đến thực thi đấy bạn ạ. 3 ngày, mỗi ngày 8 tiếng. 8 tiếng, 9 tiếng. Nói gọi là 93 là 27 tiếng nhồi liên tục kiến thức. Thì bắt đầu định hình được cách lấy hàng. Bắt đầu định hình được cách lấy hàng. Còn bạn vẫn đi theo tư tưởng mẩu bánh mì vụn. Đó là miễn phí thì bố mày đến. Có phí bố mày ngu gì học. Thì rõ ràng là thằng không học mới là thằng ngu. Chưa bao giờ thằng đi học là thằng ngu cả. Vì có học là không ngu rồi. Đúng không ạ? Đó. Ok. Cái câu hỏi thứ tư. Đó là gì ạ? Cái câu hỏi ở trong cái list của tôi nó là thứ tư. Câu hỏi thứ ba. Đó là có 4 giai đoạn của thị trường thì những tiêu chí nào để nhận biết từng cái giai đoạn một. Đúng không ạ? Vâng. Và câu hỏi thứ tư đó là giai đoạn kiếm lời cao nhất là giai đoạn bùng nổ. Có thể thầy có thể chỉ ra 2 cái dấu hiệu để xác định được một cái thị trường sắp bùng nổ hay không? Vâng. Và các anh chị ạ, để làm sao định vị được từng cái giai đoạn của thị trường thì bắt buộc các anh chị phải có báo cáo nghiên cứu thị trường. Và trong báo cáo nghiên cứu thị trường tôi sẽ chỉ các anh chị từng cái số liệu cụ thể. Chứ còn và nguyên dạy về nghiên cứu thị trường bạn xem online ấy, bạn học cái chương trình ấy, nó đã mất khoảng gần 2 tiếng đồng hồ chỉ nguyên cái nghiên cứu thị trường thôi. Đúng không ạ? Nghiên cứu xong còn bóc tách và phân tích số liệu nữa thì nó lại còn một lượt nữa đấy. Thế nên là để trả lời cho bạn là một vài đặc điểm để nhận biết một cái thị trường nó sắp bùng nổ rồi thì qua các giai đoạn thì nó sẽ hơi khó đấy bạn ạ. Nhưng có một vài cái đặc điểm sơ bộ như sau bạn có thể để ý. Thứ nhất, sơ khai là chuyện từ ngày xưa rồi. Nó xưa từ những năm chín mấy đến những cái giai đoạn trước đây. Khi cái giá đất còn nằm rất là im lặng, không ai quan tâm đất cát cả. Và kinh tế còn nghèo nàn, đói ăn. Thì đấy là giai đoạn của sơ khai. Đúng không? Sang giai đoạn thứ hai của phát triển thì mọi thứ nó cũng giống như các lĩnh vực khác. Nó đo bằng gì ạ? Nó đo bằng sự tăng trưởng của nền kinh tế. Khi người dân bắt đầu đủ ăn, có nhiều những cái công trình tiện ích hơn, hạ tầng, thông các xã, các huyện, nó làm bắt đầu nó có rõ nét hơn. Trước đây bạn di chuyển một quãng đường 10 cây số, bạn đi có khi cả tiếng đồng hồ ấy, toàn đường đất thôi, đi cứ lầy lội hết cả lên. Đúng không ạ? Thì đó là của sơ khai. Nhưng sau này người ta bê tông hóa và nhựa hóa thì đó là giai đoạn của phát triển đấy. Và đến giai đoạn của bùng nổ, có 3 dấu hiệu để nhận biết một thị trường sắp bùng nổ. Đó là tính thay đổi đột biến về hạ tầng. Đúng không ạ? Nó gọi là 3 yếu tố cục bộ về địa phương. 1
là tính hạ tầng, hai là một chính sách kinh tế, một chính sách kinh tế, và ba đó là gì ạ? Đó là có sự tác động của một ông lớn, một ông lớn. Ông lớn có thể về công ăn việc làm hoặc ông lớn về bất động sản, đúng không ạ? Đó. Thì hãy nhớ cho tôi điều đó, ba cái yếu tố đó. Còn đi vào ổn định và duy trì ư? Hãy nhìn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, hãy nhìn trung tâm của Đà Nẵng và Nha Trang. Giá đất cao vút bạn à, hàng trăm triệu một mét là bình thường. Thì đó là giai đoạn của ổn định và duy trì. Và đã đến các giai đoạn của ổn định, duy trì, kiếm ăn khó lắm, đúng không ạ? Nhưng vẫn có rất nhiều nhà đầu tư họ họ tham gia đầu tư ở những cái thị trường đó trong cái giai đoạn này bạn ạ. Bởi vì sao? Bởi vì họ áp dụng một chiến lược, đó là gà què ăn quần cối xay, đúng không ạ? Bố mày lớn tuổi rồi, bố mày chỉ giỏi vùng này thôi, thế nên bố mày chỉ làm quanh này thôi, hiểu không ạ? Thì chiến lược đó người ta gọi là chiến lược gà què ăn quần cối xay, đúng không ạ? Nó là một trong 60 chiến lược mà tôi sẽ dạy bạn sau này trong các chương trình truyền sâu, đúng không ạ? Nó có đến khoảng 60 cái chiến lược thực chiến đấy bạn ạ. Kiến thức tuyệt vời lắm. Học xong cái trong 60 chiến lược, ui bà chiến lược này hay lắm, mình sẽ đi mũi nhọn chủ yếu bà chiến lược này. Thì đó, chúc mừng bạn, bạn đã bắt đầu có tư tưởng chiến lược trong vấn đề về đầu tư rồi đấy. Bạn biết bạn đi theo trường phái nào và đi theo cách đánh nào, tức là về mặt tư tưởng chiến lược, thì phải thống nhất được từ tư tưởng chiến lược bạn ạ. Và các bạn khi học tôi, học tôi rồi thì nó sẽ có một đặc điểm. Bạn nghe những chương trình của diễn giả khác bạn không nghe nổi đâu. Vì trong các chương trình của tôi nó có chất gây nghiện đấy bạn ạ. Đó, và đó, cái chất gây nghiện đó là gì? Đó là tính thẳng thắn, tính gì ạ? Chuẩn mực và chiều sâu của kiến thức. Thì nếu như gì ạ? Các bạn biết đấy, một người thầy phải có kiến thức chiều sâu, bề rộng, đúng không ạ? Tính cập nhật hiện đại, tính vĩ mô, phải bao quát được toàn bộ cái nội dung, các chủ đề về tất cả các vấn đề ngoài xã hội. Thì khi đó bạn ạ, thì mới đủ để truyền tải đến bạn. Và khi bạn học các chương trình của tôi, bạn sẽ thấy rằng là suốt ngày tôi dạy cách là định vị thị trường, phân tích vĩ mô, rồi thì định vị phân khúc, đúng không ạ? Xây dựng các mối quan hệ. Còn bạn đi nghe các diễn giả khác suốt ngày cứ mua như sau, bán như sau, 5 bí mật rồi 4 mật mã rồi 6 kỹ thuật. Tất cả những thứ kỹ thuật là thứ vớ vẩn. Cái đó là thứ cuối cùng nó dùng ở bước 7 trong quy trình 7 bước. Tất cả thứ đấy là thứ vớ vẩn hết, đúng không ạ? Và tất cả những ông diễn giả đó thì một là từ môi giới đi lên, đa phần là từ môi giới đi lên. Hai, bản chất nó chỉ là thằng đầu cơ thôi. Nên là suốt ngày bạn nghe và để ý nội dung, chỉ thấy mua mới bán mới xẻ mới cắt mới phân lô. Không, không, không. Mày dạy tao về vĩ mô đi, không dạy được. Dạy về nghiên cứu thị trường đi, thầy không biết làm. Vì cả đời thầy đã nghiên cứu bao giờ đâu, đúng không ạ? Đó, họ không bao giờ chỉ bạn được những thứ đấy, đúng không ạ? Và thực thì là dạy bạn cách làm như thế nào. Tài chính và vĩ mô sẽ dạy bạn cách trả lời câu hỏi tại sao nên làm việc đấy. Mà câu hỏi trả lời tại sao nó quan trọng hơn câu hỏi làm như thế nào, đúng không ạ? Chọn bạn, bạn có thể đến và hỏi tôi làm thế nào để tán được, ví dụ muốn chinh phục một cô gái. Bạn hỏi rằng làm như thế nào để chinh phục được người phụ nữ kia, đúng không ạ? Thì để làm thế nào để chinh phục thì cái việc đấy nó không khó. Nhưng chinh phục cái con điên đấy để làm cái gì? Phải chọn em khác ngon hơn, nết na hơn, xinh đẹp hơn. Thì sao lại làm cách nào để đi chinh phục con điên kia? Con điên không cần chinh phục. Đầu tiên phải chọn đối tượng đã, sau đấy mới đến sản phẩm cụ thể. Tức là phải định vị. Nên các cụ mới nói là lấy vợ thì xem gì ạ? Xem gì các anh chị? Lấy vợ xem gì, lấy chồng xem gì ạ? Vâng. Lấy vợ xem phong, lấy chồng xem họ. Điều đấy các cụ nhà mình là rất nhiều cái là sâu sắc đấy, đúng không ạ? Vâng. Đó. Thế nên là tôi vừa chia sẻ các anh chị những cái dấu hiệu để nhận biết thị trường rồi. Tuy nhiên lưu ý, đấy là các dấu hiệu sơ bộ. Nếu không có phân tích, không có nghiên cứu cụ thể, bạn sẽ rất dễ nhầm tưởng, nhầm loại hình và nhầm phân khúc đấy, đúng không ạ? Nhầm cả thị trường luôn. Mà đã học nghiên cứu đâu. Đúng không ạ? Và ok. Và câu hỏi số 5. Mỗi thị trường thì nên tập trung đầu tư tối thiểu bao nhiêu năm để có thể là phát huy được những cái lợi thế, những nguyên tắc, rồi để am hiểu cặn kẽ và làm chùm khu vực đó. Hàng năm chính phủ có những cái chính sách vĩ mô, điều chỉnh về chính sách như quy hoạch, đúng không ạ? Đó, điều chỉnh những chính sách quy hoạch. Tôi
Vâng. Có những chính sách vĩ mô mới thì như thế nào để mỗi năm cần thực hiện phân tích từ như thế thì mỗi năm có cần thực hiện phân tích từ 10 đến 20 tỉnh thành để tìm ra một thị trường tiềm năng hay không? Đúng không ạ? Đó. Vâng, trả lời cho từng ý tại cái câu hỏi của các anh chị này dài quá. Thứ nhất là mỗi một thị trường nên làm bao nhiêu lâu? Mỗi một thị trường nên làm thời gian là phải xem thị trường đấy nó còn dư địa để phát triển không? Chứ chưa bao giờ chốt cứng được là một thị trường làm bao lâu cả. Đúng không ạ? Nhưng nếu như bạn sau này bạn học về lãi suất kép, ở đó tôi sẽ dạy bạn các dấu hiệu nhận biết thị trường nó đã bắt đầu đến cái giai đoạn kém của sự phát triển. Kém của sự phát triển. Và chúng ta luân chuyển tiền làm sao để phát huy được lãi suất kép. Đúng không ạ? Đó. Và người ta biết cách đánh và rút chân khỏi thị trường một cách phù hợp thì nó sẽ tạo ra những cái mức lợi nhuận. Ví dụ như thế này. Tôi mua cái tài sản đó là 3 triệu và sau 2 năm nó tăng thành là 9 triệu. Tăng thành là 9 triệu. Khi nó tăng lên 9 triệu thì tôi nhận thấy dấu hiệu cái vị trí của tôi nếu mà cứ giữ lâu dài nó có thể tăng lên thành 18 triệu. 18 triệu. Bán là bình thường vì chỗ này nó phải 2-3 triệu một mét. Nhưng khi nó tăng lên 9 triệu tôi sẽ bán ngay lập tức, rút tiền đi và đảo một thị trường mới. Thì đó là cách tôi vận dụng lãi suất kép. Bởi từ 9 lên 18 tôi sẽ mất thêm khoảng 2 năm nữa. Mất khoảng 2 năm nữa. 2 năm nữa chỉ để nhân đôi. Trong khi nếu tôi rút tiền tôi tái chỗ khác, trong 2 năm đó tôi có thể nhân 3. Đúng không ạ? Tôi có thể nhân 3 hoặc nhân 4. Tùy từng thị trường. Và những cái thời điểm gần đây, ví dụ như tôi đánh theo dự án của Hạ Long Xanh, của Vin. Đúng không ạ? Đó. Thì chúng tôi mua những cái tài sản. Có những tài sản thì 6 tháng nhân đôi. Đúng không ạ? Có những tài sản thì 9 tháng. 9 tháng thì nhân 3. Đúng không ạ? Đó, 6 tháng nhân đôi vì lúc đấy là mùa sau. Có những tài sản 9 tháng nhân 3 và có những tài sản 1 năm nhân 6. 1 năm x 6 lần cái giá trị tài sản đó. Đúng không ạ, bạn ạ? Đó thì nó còn tùy vào cái từng cái mức độ và để căn được những cái thị trường như thế thì xin thưa các bạn, tôi cũng chỉ dám căn trong thời gian khoảng 3 năm nó sẽ đạt được mức đấy. Nhưng nếu nó thuận lợi, nếu yếu tố vĩ mô thuận lợi thì 2 năm hoặc 1 năm tôi cũng có thể nhân 6 lần tài sản rồi. Đúng không ạ? Đó. Và khi nhân 6 rồi mà tôi x 1 lần 3 nữa thì nó tổng là bao nhiêu các bạn? 6 nhân 3 là 18 đấy. X 18 lần tài sản có thể chỉ trong 2 hoặc 3 năm. Nếu bạn học đủ sâu những kiến thức của tôi. Đúng không ạ? Vâng. Tiếp theo nữa. Vâng. Hàng năm chính sách của nhà nước có cái sự điều chỉnh thì có cần phải thực hiện phân tích từ 10 đến 20 tỉnh thành để nghiên cứu lại hay không? Xin thưa là về nguyên tắc của nghiên cứu thị trường thì cứ khoảng 6 tháng đến 1 năm thì đội ngũ của chúng tôi lại phải update số liệu của các thị trường đã nghiên cứu, update mới. Đúng không ạ? Họ update lại. Nếu để làm một bản nghiên cứu, bạn sẽ mất bình quân khoảng từ 14 cho đến 20 ngày thì xong một bản báo cáo nghiên cứu. Đúng không ạ? Đó. Và từ 14 cho đến khoảng 20 ngày thì người ta mới làm xong một bản báo cáo nghiên cứu thị trường. Và nghe đến phần này mà bạn thấy dài quá và nản thì đó là lý do tại sao bạn nên làm đội nhóm. Bạn nên làm đội nhóm. Chứ còn bạn làm một mình bạn khó ăn lắm. Bạn làm một mình không ăn được. Ngay cả như tôi là chuyên gia, chúng tôi còn đi đội nhóm. Các bạn kiến thức thì thiếu, không hiểu tại sao lại cứ đi đầu tư một mình. Bạn quá liều lĩnh. Đúng không ạ? Cá mập bơi còn theo đàn mà cá con thì cứ bơi lẻ. Không chết hơi uổng. Không chết hơi uổng. Nhớ cho tôi như thế. Đúng không ạ? Và chúng tôi update những số liệu nghiên cứu hàng năm. Bạn ạ. Đúng không ạ? Và đó. Và ý tiếp theo ở trong cái câu này. Khu vực thị trường lựa chọn đang đầu tư thì được khoảng 1 năm. Nó chưa đến giai đoạn phát huy hiệu quả. Đúng không ạ? Thì đến sau lại phân tích. Tìm ra được lại có một thị trường nữa tiềm năng. Thì theo thầy thì có nên bỏ cũ nới mới hay không? Hay là dồn bao nhiêu vốn vào thị trường mới? Thì xin thưa với các bạn, gần đây ở Hà Nội nó đang có cái thông tin về việc quy hoạch ba cái huyện, đó là Đông Anh, Mê Linh và Sóc Sơn trở thành thành phố trong lòng thành phố của Hà Nội. Giống như Thủ Đức của Thành phố Hồ Chí Minh vậy. Thì ở miền Bắc bắt đầu cũng đang có cái dự thảo, dự định nghiên cứu như thế.
Thì để trả lời cái câu hỏi này của bạn thì tôi xin lấy luôn cái ví dụ đó. Thế thì câu hỏi lúc này là tôi đánh giá như thế nào về cái khu vực thành phố, trong thành phố là Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn chuẩn bị trở thành thành phố trong lòng của thành phố như vậy. Thì xin thưa các bạn, tôi không quan tâm. Tôi không quan tâm bạn ạ. Đó, tôi có thị trường ruột của mình. Tôi đang làm nó một cách rất là ổn định và đều đặn. Phân khúc đúng tầm tôi muốn. Và khi nó nảy sinh ra những thị trường mới, bạn nên trả lời một câu thẳng thắn như sau: bố mày không quan tâm nha. Nói thế cho nó ngắn gọn, phải dứt điểm và rõ ràng, không có chuyện lơ mơ gì ở đây cả. Đang làm một thị trường đang theo chiến lược bình thường, lại thấy một hàng ngon khác lại vội vàng lên không? Bạn không có tư tưởng chiến lược rõ ràng, sống nó vì chung thủy chứ lý. Vừa ba vừa vẩn thì vừa thấy cưới vợ xong thấy còn khác đẹp, lại hỏi em có nên kết hôn lần nữa không? Và cái ông hỏi, cái ông hỏi là tôi đã đánh giá cái ông hỏi không ổn, hỏi thế là không ổn, đúng không ạ? Vâng, trêu đùa thế thôi. Các bạn làm thị trường nào thì phải chung thủy với thị trường đó. Bao giờ nó hết dư địa thì dứt chân mới ra đi. Chứ còn đang làm cứ đứng núi này trông núi nọ, không chết hơi uổng nhá. Tôi nhắc lại câu đấy. Bạn cứ chạy lồng nhồng, đừng bao giờ chạy theo các cơn bão. Và những thứ nó đặc biệt càng đưa lên báo rồi, nó đã đưa lên báo chí, không đến lượt bạn kiếm ăn đâu. Và giai đoạn trong vòng khoảng 6 tháng tới đổ lại, Quảng Yên dưới Quảng Ninh, đúng không ạ? Tức là dự án của Hạ Long Xanh, nó sẽ sốt đất một cách rực rỡ luôn. Nhưng bạn ạ, lúc sốt đất đấy là lúc tôi bán hàng ra ấy, chứ chúng tôi mùa đấy cách đây hàng năm, hơn năm rồi bạn ạ. Chứ làm gì bây giờ mới xuống mùa, không đến lượt nhá. Mình phải nghiên cứu và đi trước thị trường từ tối thiểu phải 6 tháng đến 1 năm. Đúng không ạ? 6 tháng đến 1 năm, thậm chí 2 năm. Nhưng tôi mua 3 triệu mà sau 3 năm mà nó thành 9 triệu thế là ổn. Chả vấn đề gì cả. Đúng không ạ? Thì bạn tưởng tượng bạn bỏ ra 5 tỷ, sau 3 năm nó thành 15 tỷ. Đúng không ạ? Bỏ ra 5 tỷ sau 3 năm nó thành 15 tỷ. Có đáp ứng được nhu cầu của bạn không? Đối với tôi thấy là ổn rồi. Không có gì hơn cả. Đúng không ạ? Đó, còn bạn cảm thấy vẫn thiếu thốn thì phải học nâng cao nữa. Nhưng mà chúng tôi thường đặt kỳ vọng nó khoảng 3 năm nhân 3, đó là mức đạt tiêu chuẩn. Đúng không ạ? Nhưng có nhiều thị trường chúng tôi cũng không tưởng tượng được rằng 1 năm nhân 6, 1 năm nhân 6, chứ không phải 3 năm nhân 3. Đúng không ạ? Và, đó. Và lưu ý không đứng núi này trông núi nọ, sống là phải chung thủy nhá. Đúng không ạ? Đó, ok. Các nhóm câu hỏi thứ hai về nhóm câu hỏi đầu tư. Đúng không ạ? Trước khi mua một mảnh đất mà nó chưa có sổ hoặc không có đất ở mà đã hỏi và quan hệ với tài nguyên nói rằng là làm được đất ở, nhưng sau đấy làm, đúng không ạ? Đấy, thì lại không làm được. Vâng, câu hỏi nghe đã éo lè rồi. Hỏi bảo được mà đến lúc đi làm lại không được, thế thì hỏi thế cũng đã thấy éo lè. Phải xem lại là quan hệ với đối tượng nào ở phòng tài nguyên, đúng không ạ? Và phải có trách chéo. Cộng nữa là tự bạn phải đánh giá được. Khi bạn học trong bài đọc và soi quy hoạch, những vị trí phù hợp với đất ở thì đương nhiên nó được làm đất ở. Đúng không ạ? Và sau đấy bạn kiểm tra các giấy tờ để mà chúng ta sẽ làm cái đất ở đó như nào. Đúng không ạ? Chứ còn không có chuyện đã kiểm tra là làm được, đến lúc đi làm nó lại bảo không được. Đúng không ạ? Đó, thì đó là bạn bị non tay trong vấn đề về bạn không biết check thông tin và kiểm tra thông tin, chứ không phải là nó không làm được. Mà tất cả là ở bạn thôi, ở bạn thôi. Bạn không đủ kiến thức chuyên môn nên là bạn không đánh giá được. Bạn hỏi cũng hỏi nhầm người, hỏi cũng hỏi linh tinh, hỏi cũng hỏi thằng không đáng tin. Khi tôi gặp môi giới hoặc gặp cái đội nhà nước hoặc các cấp độ quản lý cũng vậy, việc đầu tiên là tôi quan sát cái con người đấy, nhìn cái tướng tá nó có đáng tin hay không. Tất cả những thằng điều dàn nhìn liếc qua ánh mắt nó là biết nó điều dàn rồi, đúng không ạ? Và tất cả những ông nào đang xem chương trình này, mắt mà có đuôi thì chắc chắn là dề gái, đúng không ạ? Thế nên là soi gương lại xem, nếu mà mắt đuôi nó hơi dài là dề gái, đúng không ạ? Nó có đặc điểm nhận dạng rồi, không có cãi ở đây gì nữa cả, đúng không ạ? Đó, sau này học phong thủy bạn sẽ được dạy thêm những thứ đấy. Nhìn thoáng qua cái là biết thằng này là không tin tưởng giao tiền được. Nhưng có những người mới gặp vẫn tin tưởng giao tiền được, đúng không ạ? Thì phải thêm một chút cái bộ môn phong thủy vào đấy, để nhìn tướng tá kẻ khác như nào và nghe cái cách người ta nói chuyện. Tất cả những thằng không sâu nói chuyện đều không sâu, đúng không ạ? Và những kẻ nhu nhược thì bắt tay cũng nhu nhược. Tất cả nó có dấu hiệu hết rồi. Nên tôi hỏi thì tôi cứ hỏi, chứ tôi quan sát, tôi bắt tay, tôi
nhìn cách nó ăn uống, nó nói chuyện là tôi biết thằng này không tìm được. Còn nó nói gì kệ mẹ nó nhá. Còn việc của mình hỏi vẫn cứ phải hỏi. Đó thì đấy, đi đầu tư nó phải rắn mặt thế, đúng không ạ? Vâng. Vâng, tiêu chí quan trọng nào để khẳng định được đất không sổ có thể làm được sổ? Thì tiêu chí quan trọng đó là các giấy tờ mà nhà nước chứng nhận bàn giao cái thửa đất hoặc chứng nhận về quyền sử dụng bạn nhé. Tức là nó chỉ là cái giấy A4 đơn xin xác nhận có đóng dấu pịch. Thì những cái giấy tờ có dấu đỏ của các cơ quan chức năng đó là những cái giấy tờ đầu tiên. Và thứ hai, người ta sẽ trích trên bản đồ địa chính 2003 mà nó có phù hợp đất ở trước đó, đúng không ạ? Cộng một số giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất thì sẽ làm được thôi, đúng không ạ? Đương nhiên để đi vào bộ môn đất không sổ này là cả một cái tập dài đấy. Và tôi làm mà 10 phát vẫn còn chạch tay mất 1-2 phát cơ mà. Nên để hỏi bây giờ làm sao để chắc ăn không chắc ăn được đâu. Chưa tính là bạn kiến thức nền không có, kinh nghiệm thị trường thì chưa, đúng không ạ? Đó, nhưng tôi gợi ý quan trọng nhất là giấy tờ gốc từ nhà nước bàn giao, các hóa đơn đóng thuế gì đó, và xem lại bản đồ địa chính 2003, đúng không ạ? Và cái câu hỏi số 2 ở trong phần đầu tư đó là để xác định được thông tin vĩ mô nó chính xác bao nhiêu phần trăm, đúng không ạ? Chính xác được bao nhiêu phần trăm thì mình mới đầu tư, để không bị vướng bánh vẽ. Và không vướng bánh vẽ và không chôn vốn. Không muốn vướng bánh vẽ và không chôn vốn, đầu tiên thì kiến thức nền phải có, đúng không ạ? Chứ còn vĩ mô theo bạn hiểu theo kiểu là GDP rồi ba thứ, đấy là thứ vớ vẩn. Tất cả là chiến lược mẩu bánh mì vụn hết. Lên mạng nghe ba cái thằng nói linh ta linh tinh. Cái thằng nói đã dốt, thằng nghe còn dốt hơn thằng nói và lười học hơn cả thằng nói. Thành ra ngồi dưới vẫn cứ vỗ tay và gật đầu như thường. Thì đấy là hiện tượng của những ông chiến lược mẩu bánh mì vụn đấy, đúng không ạ? Muốn đi kiếm 3 tỷ, 5 tỷ nhưng lại tiếc thời gian học. Thì đấy là cái sự gọi là cái cách cư xử nó quá ngu dốt rồi. Cái đấy không cần phải bàn nữa, đúng không ạ? Để chắc chắn về vĩ mô thì cái này phải nghiên cứu rất là kỹ. Và vĩ mô chỉ là một trong những cái thành tố thôi. Nó còn phải định hình được cái khả năng thực thi của địa phương đấy nữa, bạn ạ. Và tỉnh đó nó lên kế hoạch biến tỉnh này thành top 1 trong 10 tỉnh đứng đầu quốc gia. Đấy là cái nghị quyết ở trong tỉnh nó đưa ra. Nhưng mà lúc làm thì mẹ kiếp toàn thằng sếp, toàn thằng ăn hối lộ, toàn thằng mẹ phá hoại đất nước, không bao giờ nó làm được đâu. Thế nên người ta nói là một chuyện, người ta có làm được hay không nó lại là chuyện khác, bạn ạ. Sau này học và đi nghiên cứu thực địa tôi sẽ chỉ các dấu hiệu sâu hơn, đúng không ạ? Vâng. Câu 3 này, phân khúc đất dưới 5 triệu. Vâng. Gần như không thể dùng phương pháp về dòng tiền để định giá. Khi thị trường trầm lắng thì có lẽ ít giao dịch nên cũng khó dùng phương pháp so sánh. Đã không dùng được phương pháp dòng tiền lại còn hỏng cả phương pháp so sánh. Vậy thì khi đó làm sao xác định được giá trị của lô đất? Và đây là câu hỏi của một các anh chị, thì có thể các anh chị rất là lo, nhưng câu hỏi này nó thể hiện là bạn chịu khó học bài đấy và bạn tư duy áp dụng luôn. Xin thưa các bạn rằng là hiện nay như chúng tôi đi đầu tư thì phương pháp chủ yếu sử dụng là phương pháp về so sánh. Phương pháp về so sánh, đúng không ạ? Đó. Nhưng so sánh xong thì để căn được cái mức giá, cái vùng mà nó, cái so sánh nó chỉ không dùng được khi nào? Khi ở đó đang có hiện tượng sốt đất, tức là nó sẽ so sánh giữa ảo và ảo hơn, nên so sánh là không dùng được, đúng không ạ? Còn thị trường nó đang rất bình thường, dùng so sánh rất dễ. Vì sẽ có, không phải là ở cả khu đấy có mỗi một lô đất đâu, nó có hàng triệu lô đất. Và trước đó có một vài nhà người bán, nó đã có cái giá của nó thị trường đấy rồi. Nhưng cái giá của thị trường là một chuyện. Ví dụ chúng tôi từng nghe đến những vị trí chúng tôi mua, họ bán giá khoảng 6 triệu một mét. Thì đấy là việc của họ. Còn chúng tôi mua chỉ có 3 triệu rưỡi đến 4 triệu. Thì đấy là giá của tôi, đúng không ạ? Vậy chủ nhà có đồng ý hay không? Đương nhiên là khởi đầu người ta không đồng ý đâu. Mà chúng ta phải thực hiện cả một cái chương trình có tên đó là giáo dục chủ nhà, bạn ạ, giáo dục chủ nhà. Chứ tự dưng người ta không đồng ý đâu. Thế nên là bạn đừng mong rằng là tự dưng lại có gì ạ, có được cái giá tốt như thế. Bạn thiếu các kiến thức và kỹ năng không bao giờ làm được, đúng không ạ? Nhá.
Vâng. Tiếp theo nữa là câu 4. Vâng, trước khi chọn bất động sản ở thị trường nào thì đã phải kiểm tra quy hoạch, thông tin rồi xây dựng mối quan hệ. Đúng ạ, các cấp chính quyền có hai trường hợp. Nếu chính sách và quy hoạch đó đã được phê duyệt thì làm sao để đánh giá được chính sách và quy hoạch đó không bị thay đổi ít nhất 3 năm tới? Vâng. Thứ hai nữa là từ đó thì có căn cứ để ra quyết định đầu tư. Đúng ạ? Cái ý thứ hai, vâng, thôi trả lời từng ý một. Ý thứ nhất là nó đã được duyệt thì làm sao biết trong 3 năm tới nó sẽ không điều chỉnh. Thì xin thưa các anh chị, phạm vi điều chỉnh của chính sách bình quân là 5 năm. 5 năm họ sẽ có điều chỉnh một lần. Và nó đi theo tùy từng tỉnh. Nhưng thông thường, ví dụ nhiệm kỳ trùng, nó trùng với nhiệm kỳ của Thủ tướng chẳng hạn. Ví dụ từ nhiệm kỳ từ 2020 đến 2025, ví dụ như thế. Thì đấy là một giai đoạn, ví dụ như vậy. Và từ 2025 đến 2030 thì thường họ sẽ có một cái phạm vi điều chỉnh thì thường là khoảng 5 năm. Ngoài ra nữa thì thi thoảng họ có điều chỉnh thêm. Nhưng cái điều chỉnh đây không phải là đường đang chạy tuyến đấy, ngày mai quay mẹ sang tuyến khác. Cái chuyện đấy là không có. Mà đang chạy tuyến đấy thì nó hơi nắn một tí hoặc nó hơi mở rộng hơn một tí cho nó phù hợp với cái định hướng mới. Chứ không có chuyện đang chạy thẳng cái nơi rẽ quẹo sang bên này là không có chuyện đấy. Đúng không ạ? Nhá. Thế nên và đặc biệt quy hoạch mà đã có chi tiết 1/500, tức là mức chi tiết cho từng phường rồi đấy, thì là thường là sẽ không điều chỉnh. Đúng không ạ? Có chăng điều chỉnh chỉ là mở rộng hoặc thu hẹp một tí thôi. Đó, các bạn nhá. Đúng không ạ? Và vế thứ hai, nếu chính sách và quy hoạch đang dự thảo nhưng chưa được phê duyệt, làm sao để đánh giá được chính sách này nó có được phê duyệt hay không? Nghe câu hỏi nguy hiểm quá. Đúng không ạ? Nhưng dù sao là bạn hỏi như này là tôi thích rồi đấy. Ở đây thì các bạn không ghi tên người hỏi. Nhưng cái người đã hỏi này là người có để ý đến việc học ở đấy. Đúng không ạ? Vâng, có để ý rồi. Vâng. Thì làm sao để đánh giá được quy hoạch nó có được phê duyệt hay không? Trường hợp nếu như đánh giá rằng gì ạ? Vâng. Chính sách quy hoạch đó được phê duyệt không thì nó có bị... Vâng, hơi dối, tôi xin lỗi. Trường hợp nếu đánh giá rằng chính sách quy hoạch đó sẽ được phê duyệt thì làm sao để đánh giá được chính sách quy hoạch đó sau khi phê duyệt sẽ không bị thay đổi ít nhất 3 năm tiếp theo à? Từ đó có căn cứ để đầu tư. Không có cái gì tên là 100% cả, bạn ạ. Luôn luôn có rủi ro. Có thể có điều chỉnh, có thể có gì ạ? Có nới dùng ra, cái chuyện đấy hoàn toàn bình thường. Đúng không ạ? Nhưng nó điều chỉnh như tôi vừa nói, khoảng 5 năm thì họ mới điều chỉnh một lần. Đó là quy định rồi. Chứ ông cứ điều chỉnh suốt ngày rồi dần lúc vào quy hoạch lúc không, muốn xây cái nhà không được, xong mai lại bảo xây được, ngày kia lại không xây được. Thế thì dần nó loạn xới lên bạn ạ. Thế nên là đã làm chính sách là anh phải căn mốc, căn chuẩn thời gian nó tốt. Đúng không ạ? Đó. Thì như hiện nay là bình quân 5 năm mới điều chỉnh. Và làm sao để biết chính sách đó có được phê duyệt hay không? Thì cái này phải quan hệ với các cấp cao. Quan hệ với cấp cao. Và lưu ý cho tôi, nếu có điều chỉnh, họ chỉ điều chỉnh một tí tí thôi. Họ không bỏ đập hết đi xây lại đâu, tốn tiền mà mất công rồi nó sai định hướng thì điều chỉnh suốt ngày thì mất công lắm bạn ạ. Đúng không ạ? Vâng. Câu hỏi số 5 trong vấn đề về đầu tư. Với số vốn từ 2 đến 3 tỷ thì nên chọn trường phái tăng trưởng có hiệu quả không à? Vâng, có thể chọn trường phái nhà đầu tư tăng trưởng hiệu quả không? Hay giai đoạn đầu thì nên lướt sóng đầu cơ rồi tích trữ vốn rồi chuyển sang đầu tư về tăng trưởng sau? Vâng. Nếu như vốn của bạn ít thì lời khuyên của tôi dành cho bạn là hãy biết sử dụng vốn, hãy biết huy động vốn. Nó có 13 cách để tạo ra vốn, thì trong đấy có một cách là gì ạ? Có 13 cách để lấy vốn. Trong đó có một cách nó gọi là vay từ các tổ chức tài chính. Mà trong các tổ chức tài chính có một đối tượng tên là ngân hàng. Chứ ngân hàng không phải là thứ đầu bảng đâu. Các bạn không học nên thành ra suốt ngày cứ nghĩ đi vay ngân hàng. Ngân hàng là thứ cuối cùng tôi sẽ sử dụng sau khi tôi sử dụng hết 12 cách lấy vốn kia trước đã. Đúng không ạ?
Còn bạn không học, bạn chỉ biết mỗi ngân hàng thôi. Bạn vay ngân hàng, bạn thử tưởng tượng với lãi suất đâu đó chỉ đến 1% một tháng. Mà tại sao ngân hàng nó giàu thế? Đúng không ạ? Bạn tưởng nhỏ nhưng nó không nhỏ đâu bạn ạ. Nó không nhỏ đâu. Và những quốc gia có lãi suất từ 10 đến 12% là thuộc những loại mà có lạm phát cao đấy. Nên lãi suất nó phải để như thế, nó mới chống được lạm phát. Và nó gì ạ? Thực dương tức là gì ạ? Lớn hơn lạm phát. Đúng không ạ? Đó, thì họ mới có lời. Và các nước phát triển, kể cả như ngay cạnh chúng ta như Malaysia, lãi suất nó chỉ có 5-6% là kịch kìm thôi. Đấy, 12% là nhân đôi cách biệt đấy. Đúng không ạ? Làm là run bần bật này. Run bần bật này. Đúng không ạ? Và đó. Và quay trở lại câu hỏi là với cái tầm vốn từ 2-3 tỷ thì nên đầu gì ạ? Đầu đánh tăng trưởng hay là đánh đầu cơ? Thực ra với tầm vốn đó thì bạn đánh tăng trưởng cũng được, đánh đầu cơ cũng được, miễn là bạn thuận tay đấm, đúng không ạ? Nhá. Đó, và tăng trưởng hay đầu cơ nó là cái chương trình mà tôi sẽ dạy ở trong gần như cuối dãy của chương trình. Chúng ta sẽ có các chuyên đề chuyên sâu, đó là bất động sản vĩ mô, khôn ngoan tài chính và từ chiến lược đến thực thi, đó là 3 chuyên đề về chuyên sâu. Sau đó nữa cao cấp hơn thì là Master Dream, Rich Investment Master, đúng không ạ? Đó. Và nếu như bạn học thực thi, nó sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi làm như thế nào. Học tài chính và vĩ mô, nó sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi tại sao. Còn nếu như bạn học lên Master Dream thì nó sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi tại sao của cái tại sao mà thằng thực thi nó lại đi làm như vậy. Đúng không ạ? Và học nó phải đến tầm đấy thì trên thông kinh văn, dưới mới tường địa lý được. Các bạn ạ. Và sau khi học Master xong thì bắt đầu tôi sẽ chẻ ra 3 chuyên đề. Đó là đầu cơ, tăng trưởng và trường phái giá trị, tức là bất động sản dòng tiền. Thì nó lại chẻ tiếp ra 3 diện chuyên đề như vậy. Thì nếu bạn muốn nhảy vào đầu cơ, phải chắc chắn một điều, bạn học xong các chuyên đề chuyên sâu, xong Master và bắt đầu đi vào đầu cơ, thì lúc bấy làm đầu cơ nó mới yên tâm. Chứ còn chưa học tí nào, cứ tay bò ra, chả một ngày tập luyện gì, đòi ra thi đấu, đòi đánh thằng khác, đúng không? Mẹ nguyền nó đấm cho đi. Không ăn thua đâu bạn ạ. Trên thị trường toàn thằng có võ thôi. Còn bạn thì lại kiểu ngựa non hau đá. Chính vì thế các cụ Lenin mới nói, nhiệt tình cộng ngu dốt nó bằng phá hoại đấy bạn ạ. Bởi vì kinh doanh là vấn đề của não chứ không phải quyết tâm trong chiến đấu. Vì thế nhiệt tình cộng ngu dốt đấy là thằng phá hoại gia đình. Cái con phá hoại gia đình vì không học một chữ nào cả, cũng mang tiền của cả gia đình đi mua đất, đấy là loại phá hoại. Cái loại đấy là không xứng đáng, không xứng đáng. Đúng không ạ? Học hành chó gì đâu, chả tu luyện gì cả, chỉ đi cóp nhặt chiến lược mẩu bánh mì vụn xong về lấy cả mấy tỷ của gia đình đi buôn đất. Cái loại nó chán chả buồn chửi nữa. Thôi không chửi nữa, tôi trả lời câu hỏi tiếp. Mệt lắm. Đúng không ạ? Và trong câu 6 này, trong bài chiến lược dòng tiền âm, cái gì đấy, video 5. Và hình như câu hỏi này của em Lina gì đó, tôi có nhớ màng máng. Thì mua đất 4 tỷ, dự kiến sau 4 năm tăng 8 tỷ. Thì mình có vay 2 tỷ rưỡi sau 15 năm. Thế thì tại sao lại không chỉ vay 4 năm thôi? Đến năm thứ 4, mình trả lãi gốc còn lại theo bài là 2 tỷ 170 triệu thì có bị phạt không? Đó, trong bảng tính đầu tư có dòng tỷ suất lợi nhuận bình quân theo năm và dòng lãi suất kép và những cái ý nhỏ nhỏ phía sau thì thôi, tôi sẽ trả lời bạn như này. Thế tại sao lại không vay 4 năm mà vay 15 năm? Bởi vì khi các bạn đi vay, cố gắng kéo dài cái thời gian ra nhất để gian mỏng cái khoản trả nợ. Vì giả sử bạn vay tôi 2 tỷ mà trả trong 4 năm thì bình quân mỗi năm bạn phải trả tôi 500 triệu tiền gốc. Đấy là mức bình quân. Thế thì tự nhiên mình chỉ trả lãi xong lại cộng 500 triệu tiền gốc nữa thì đéo mẹ mỗi năm trả đến 7-800 triệu. Thế thì để ngã ngựa để chết à? Các anh chị hiểu không ạ? Vâng, nó tức là nó quá nhiều tiền dồn vào cùng một thời điểm. Nhưng nếu chúng ta kéo dài nó ra 20 năm, 30 năm cũng được thì nó sẽ dàn mỏng số gốc ra. Đúng không ạ? Đó. Và khi đó bạn chỉ trả lãi và một phần gốc thôi. Lãi và một phần gốc. Và lưu ý, trả lãi thì cũng nên ưu tiên vay khối ngân hàng nhà nước. Vì lãi suất khối ngân hàng nhà nước cao nhất nó chỉ có khoảng 10.5 đến 10.8 thôi.
Còn các ngân hàng thương mại khác nó sẵn sàng chơi 13.5% luôn. Đúng không ạ? Cao hơn khoảng 2,7% luôn. Chơi rực rỡ luôn. Bạn giả lãi mà khóc thét luôn. Và bạn nói rằng dịch bệnh Covid thì có ưu tiên giảm lãi không? Họ sẽ trả lời nhóm ngành của bạn không nằm trong nhóm ngành ưu tiên. Đó là khách sạn, vận tải, du lịch. Thì ba nhóm đấy mới được ưu tiên giảm lãi suất. Đúng không ạ? Và bạn thì lại vay để sản xuất kinh doanh, núp bóng sản xuất kinh doanh để đầu tư bất động sản, thành ra là không, người ta không giảm lãi cho bạn đâu, bạn hiểu không ạ? Nhá. Đó. Tiếp theo nữa, câu 7. Thầy từng nói, người giàu xin đất và bạn chưa xin được đất thì bạn chưa giàu đâu. Thầy vui lòng giải thích rõ hơn câu này. Và người giàu người ta xin đất chứ người ta không mua đất. Đến một ngày nào đó bạn vẫn chưa xin được đất thì bạn không giàu đâu. Nói một cách đơn giản và dễ hiểu, những thứ gì xin được thì bạn không phải trả tiền, hoặc là bạn chỉ mất tiền bồi trơn thôi. Đúng không ạ? Và đó là lý do tại sao cùng là làm bất động sản, tôi lập ra Rick Invest. Vì khi nó quy tụ đủ số người và đủ mạnh thì chúng tôi đi xin đất, chúng tôi không mua đất nữa. Bạn ạ, và người ta xin một cái dự án, người ta xin một cái dự án. Nó ở Việt Nam thì nó đi theo các mối quan hệ, đúng không ạ? Cộng với năng lực của doanh nghiệp, nhưng phải có mối quan hệ nữa, mà mỗi năng lực là không đủ. Thì khi đó đầu tiên phải xây dựng năng lực đã. Về mặt tài chính phải đủ hùng mạnh, đội ngũ rồi mình tôi luyện lên. Sau đó thì bắt đầu có quan hệ và để thúc đẩy xin dự án. Đúng không ạ? Cái tiền bạn ơi, bạn mua một cái vị trí đất có thể là 20 triệu một mét. Nhưng nếu thằng khác nó quy hoạch cái vị trí đất của bạn nằm trong cái khuôn viên quy hoạch dự án của nó, thì nó đền bạn chỉ có 3 triệu, 4 triệu một mét thôi. Nhưng sau đó nó làm đô thị xong, nó lại bán 40 triệu một mét. Hiểu không ạ? Thì lúc này bạn sẽ hiểu, người giàu xin đất, người ta không mua đất. Bạn còn mua đất, còn lâu bạn mới giàu. Đúng không ạ? Nhá. Chỉ đủ ăn thôi. Đúng không ạ? Đủ ăn thôi. Vâng. Và cái từ giàu ở đây tôi muốn nói là có hàng nghìn tỷ ấy, chứ không phải giàu là có được 20 tỷ xong mua được cái xe xong đi ngẫy ngãng giữa đường, tất cả là chọc phú hết thôi. Đúng không ạ? Chọc phú bạn ạ. Chọc phú là giàu mà ngu mà giàu, người ta gọi nó là chọc phú. Đúng không ạ? Có vài đồng bạc lẻ đi cái dáng mẹ ngây ngang. Người ta có hàng trăm tỷ để đi nó vẫn còn khép hai háng lại đằng này. Được có vài đồng lẻ trong cưỡi con xe đi ngây ngang, dốt lắm. Nó không hiểu ngoài đời kìa, nó còn có những thằng nó tay to như thế nào. Bạn đi va chạm bạn mới biết Việt Nam nhiều người giàu lắm. Họ giàu lắm ấy, đúng không ạ? Họ giàu lắm, có 1-2 nghìn tỷ là hoàn toàn bình thường, họ giàu lắm. Còn cái số mà có 1-200 tỷ nó còn nhiều gấp vạn nữa. Và hình như cái số đang xem chương trình này chỉ có 1-2 tỷ thì phải. Đó, thì lại phải hết sức cài đặt cái tư duy, cái cách làm để đi lên nhanh nhất, để đưa mình từ giới dân túy trở lên thành giới tinh hoa. Đúng không ạ? Và dân túy là gì? Tôi nhắc lại. Dân túy là dân ngu, cù đèn. Dân túy là ít học. Dân túy là coi thường việc học. Chứ còn giới tinh hoa ở đây không phải là chỉ nhiều tiền. Tinh hoa là thể hiện sự hiểu biết, sự tinh khôn. Bạn ạ. Và tri thức của người ta thì quá tuyệt vời luôn. Bạn được nói chuyện với cái tầng lớp đấy, bạn thấy nó tuyệt vời luôn. Đúng không ạ? Chứ còn cái giống học ít xong rồi cứ ngẫy ngãng xong rồi. Chán lắm, cái loại đấy nhiều lắm. Càng nghèo lại càng éo lè. Và càng lười học thì đời nó lại càng phức tạp. Thế nó lại khó nói chứ, đúng không ạ? Vâng. Úi dồi, câu 8 này. Xin thầy nói kỹ hơn về biểu đồ thấu cảm. Vâng. Đó, rồi thì câu 9, trong quy trình 7 bước để ép giá chủ nhà. Vâng. Thì xin thầy nhấn mạnh vào bước nào quan trọng nhất? Nếu như bạn, vâng, bật lại tôi cái màn hình đi ạ. Bỏ cái câu hỏi đi. Đội ngũ hỗ trợ bật lại cái màn hình của. Vâng. Đó. Thì vâng. Về biểu đồ thấu cảm thì tôi cũng đã chia sẻ cho các bạn rồi, đúng không ạ? Và nếu để bóc tách nó sâu hơn nữa, chắc là bạn phải dự trong chương trình về bất động sản vĩ mô thì nó mới có nhiều thời gian hơn, chứ trên đây còn khoảng 10 câu hỏi nữa. Và rồi thì trong quy trình 7 bước
về ép giá, đúng không ạ? Đó. Trong quy trình 7 bước về ép giá thì bước nào là quan trọng nhất? Thì nếu bước nào quan trọng nhất thì rõ ràng là bạn có thể theo dõi cái lớp chuyên đề của tôi, đó là nghệ thuật ép giá chủ nhà. Chúng tôi trang web daotao.ricnguyen.vn rồi đó. Ở đó tôi cũng đã nhấn mạnh từng bước cụ thể, đúng không ạ? Chứ còn bây giờ mà ngồi bóc tách đây là hơi lâu. Nó quan trọng là một chuyện, nhưng nó cần các yếu tố khác hỗ trợ vào cho nó. Bạn ạ, đó, nó cần các yếu tố khác hỗ trợ cho nó. Hoặc thôi để trả lời bạn một cách như này cho nó dễ. Ăn nhau là ở bối cảnh. Ăn nhau là ở bối cảnh, bạn ạ. Đó. Đó. Thế thì ăn nhau là ở bối cảnh. Và bạn ạ, khi chúng tôi biết được rằng liền một lúc để ép được giá chủ nhà thì chúng tôi phải làm nhiều chủ nhà liền một lúc. Và nó rơi đúng bối cảnh nhà nào mà cần tiền thì đấy là khách hàng tiềm năng của tôi. Đúng không ạ? Thì đó là đối tượng chúng tôi tập trung. Chứ lúc đầu thì cũng không biết rằng ai sẽ là người ưu tiên bán trước đâu. Đúng không ạ? Nhá. À. Vâng. Sang nhóm câu hỏi về các khóa học. Vâng. Có một câu như này. Bao giờ thì thầy mở lại các lớp offline ở Hà Nội? Mà cụ thể là vĩ mô, tài chính, thực thi. Thầy cố gắng sắp xếp vào 2 ngày cuối tuần nhé. Hy vọng tháng 11 thì được học. Vâng. Đó thì các anh chị, các bạn ạ. Thì nếu như hết giãn cách là ngay lập tức chúng tôi sẽ bắt đầu mở lại các chương trình đào tạo offline. Không chỉ riêng Hà Nội mà cả thành phố Hồ Chí Minh. Đó là hai điểm đầu cầu mà chúng tôi tổ chức các chương trình này. Đúng không ạ? Đó. Thì nếu như trong cái bối cảnh như bây giờ, khi bắt đầu Thủ tướng đưa ra các chỉ thị mới và các tỉnh bắt đầu liên thông với nhau, thì bắt đầu các chương trình offline chúng tôi sẽ bắt đầu khởi động lại. Và bây giờ là tháng 10 thì chúng tôi sẽ nghe ngóng thêm khoảng 1 tuần đến 2 tuần nữa. Nếu như các chính sách của chính phủ nó chắc chắn hơn trong vấn đề về các lớp học, đúng không ạ? Thì có thể là chỉ tầm giữa tháng 11 là chúng tôi sẽ bắt đầu làm lớp. Giữa bắt đầu tháng 11 là làm lớp. Nhưng nếu mà vẫn cứ giữ nhịp như bây giờ thì tôi tin chắc rằng là đến tháng 11 là các anh chị có thể học các chương trình chuyên sâu rồi, đúng không ạ? Và tại hai đầu cầu là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Tại hai điểm ngồi học trực tiếp luôn. Và học trực tiếp thì nó hiệu quả hơn là học gì ạ? Học online đấy bạn ạ. Nó hiệu quả hơn, nó hiệu quả. À. Câu hỏi, nhóm câu hỏi về đội nhóm. Vâng. Những câu hỏi ví dụ như Rick Nguyễn có đội nhóm ở miền Tây không? Vâng. Rồi điều kiện nào để tham gia cùng với đội nhóm của Rick Nguyễn? Vâng. Thì hiện tại thì chúng tôi đang không làm ở thị trường miền Tây. Các bạn ạ, sau này các bạn làm nghiên cứu thị trường, bạn sẽ thấy miền Tây không đáng quan tâm. Miền Tây không đáng quan tâm. Sau này làm nghiên cứu, học về nghiên cứu thị trường, bạn sẽ hiểu. Đúng không ạ? Đó. Và để bạn hiểu về nghiên cứu thị trường thì nó có một ý tôi bật mí như này, bạn sẽ biết được cái tầm quan trọng của nó này. Đúng không ạ? Bạn hãy trả lời cho tôi cái câu hỏi là tại sao Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh lại được chọn là trung tâm đứng đầu của miền Bắc và miền Nam? Vâng, có ai bật mic trả lời câu hỏi được không ạ? Tại sao Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh lại được chọn là hai cái trung tâm của miền Bắc và miền Nam? Vâng, các anh chị, một anh chị nào có câu trả lời thì có thể mở loa lên và nói được không ạ? Vâng, xin. Xin mời bất kỳ đi ạ. Mở dạ, tiếng lên đi ạ. Em chào thầy. Vâng. Theo cái suy nghĩ của em, theo cái nhận định của em thì Hà Nội nó gần như là cái trung tâm giao thoa của các cái tỉnh phía Bắc. Dạ, và thành phố Hồ Chí Minh thì cũng tương tự. Nhưng tại sao lại được chọn là trung tâm? Tại vì cái vị trí địa lý của nó, ngay về cái vị trí địa lý của nó cũng gần như là nó nằm vào, nó đi ra các nhánh, ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh thì đi về miền Tây này, đi ra miền Đông Nam Bộ, đi về Vũng Tàu hay Đồng Nai, Bình Thuận hay Bình Phước, Bình Dương gì. Có nghĩa là cái vị trí địa lý của nó, cái quãng đường của nó gần tương đồng với nhau thầy ạ. À.
theo theo nếu cái mà nhận chỉ định để của em chọn thì vị trí vâng. thế thì Đồng Nai cũng ổn mà. Tại sao không chọn Đồng Nai? Đó, vâng. Và để các anh chị hiểu rõ hơn thì sau này trong vấn đề làm báo cáo thị trường tôi sẽ chỉ anh chị. Những yếu tố đầu tiên để người ta quan tâm đến việc nghiên cứu một thị trường đó là mưa thuận gió hòa và giao thông thuận tiện. Mưa thuận gió hòa và giao thông thuận tiện. Thì các anh chị mới hiểu ngày xưa khi các tướng lĩnh đứng đầu và người ta chọn hoặc là những vị vua chọn những cái vị trí làm thủ đô của đất nước, đúng không ạ? Nó quan trọng như nào? Mưa thuận gió hòa và giao thông thuận tiện. Đấy là cái việc mà phải có đầu tiên. Nên hỏi có làm các tỉnh miền Tây không thì miền Tây có vẻ nó không được mưa thuận gió hòa và giao thông thuận tiện lắm nhỉ. Đúng ạ? Thế nên là chưa chưa đáng quan tâm lắm, đúng không ạ? Đó. Thì chỉ một ý đấy thôi là đỡ đi cả mất công làm mấy năm loay hoay ở một cái thị trường rồi. Đúng không ạ? Nhưng để nghiên cứu thị trường nó là cả một cái bản dài thế này cơ mà. Nó phải ý tôi vừa nói là một ý, trong đấy nó có khoảng 40 cái đầu mục như thế bạn phải trả lời. Thì nên tại sao một bản báo cáo nó dài khoảng từ 80 cho đến 120 trang là nó nằm ở chỗ đấy. Đúng không ạ? Nhá. Và điều kiện nào để tham gia với đội nhóm của Rich Nguyễn? Để tham gia đội nhóm của chúng tôi thì bạn phải từng học các chương trình chuyên sâu của chúng tôi. Bởi vì không ai đi làm đội nhóm với những ông không học cả. Đấy là cái việc đầu tiên. Vì người ta không hiểu thứ gì cả. Đúng không ạ? Và thứ hai nữa là người ta khi nào người ta trở thành cổ đông của Rick Invest thì tương ứng với việc họ mới được làm đội nhóm. Chứ ông nào cũng đi học xong cũng bảo thầy, thầy cho em tham gia đội nhóm của thầy đi, thầy đi với thầy, thầy kèm em vài năm cái bảo thầy, học viên tôi mấy nghìn người rồi kèm ông thế thì thật sức đâu mà kèm. Đúng không ạ? Còn những người mà họ đã tham gia làm cổ đông của quỹ đầu tư của chúng tôi thì chúng tôi mới phải ưu tiên họ chứ lại. Ông nào đến cũng thầy thì giúp em này nọ rồi em cảm ơn thầy rồi sau này mà thành danh là không quên thầy đâu. Đấy. Đúng ạ, tôi nhận được rất nhiều những cái câu chuyện như vậy. Ông bảo thế thế sao không tham gia quỹ thì tham gia quỹ tính sau. Em là cứ thích đi theo thầy và thôi ông dẹp đi. Người ta tham gia quỹ người ta phải vào mấy tỷ bắt đầu người ta mới được vào đội nhóm. Ông chả bỏ đồng nào tiền thì ôm khư khư vẫn cứ khôn lỏi cá nhân đấy xong lại ở thầy giúp em thôi. Đừng khôn lỏi nữa. Đúng không ạ? Và đó. Rồi thì câu 3, tại Đà Nẵng, Rick Nguyễn có đội nhóm về bất động sản không? Điều kiện để tham gia đội nhóm của Rick Nguyễn là gì? Vâng. Thì có mấy phần tôi sẽ chia sẻ các anh chị này. Thứ nhất là ở Đà Nẵng thì chúng tôi cũng đang không có đội nhóm, tức là không phải không có đội nhóm mà chúng tôi không làm ở thị trường đó, đúng không ạ? Vì giá đất nó cũng khá cao. Đó, chúng tôi không làm, chúng tôi phải liên tục đánh các thị trường khu kinh tế mới nổi chứ chúng tôi không đi vào các thị trường đã đi vào ổn định và duy trì, đúng không ạ? Nhá. Đó. Và lời khuyên cho các anh chị là không nên hỏi những câu ví dụ như dạng là theo thầy thời gian này đầu tư ở thị trường nào thì ăn. Thì ăn hay không nó còn phụ thuộc vào nguồn lực của bạn chứ nó không phụ thuộc vào mỗi cái là tăng giá hay không tăng giá đâu. Vì nó có bốn cách tạo lợi nhuận trong đầu tư mà. Có phải một cách đâu mà suốt ngày cứ hỏi làm thế nào để chọn được cái thị trường tăng giá là cái điều kiện cuối cùng trong bốn cách tạo lợi nhuận ấy. Cái ngón út bé tí này này. Đúng không? Đừng hỏi những câu vớ vẩn đấy. Và câu hỏi thứ hai bạn cũng không nên hỏi đó là đợt này thầy đang làm ở thị trường nào? Tôi làm ở thị trường nào còn lâu tôi mới nói. Đấy là điều chắc chắn. Chả thằng ngu mẹ nào đi khai chỗ bố mày đang làm cả. Vì chỗ đấy còn để nó giữ nó thật lặng mặt nước để con ép giá chứ. Để cứ hỏi thầy làm ở thị trường nào ấy cho em xuống tham quan với thôi ông đừng xuống. Ông xuống là ông phá nát thị trường của tôi. Rồi bạn đi đầu tư bạn cũng thế. Cái chỗ miếng vừa ngon vừa đẹp. Mình phải lặng lẽ một mình quay lại mình lấy hàng chứ. Ai lại lên mạng lại anh em ơi tôi thông báo nhé. Ở đầu xóm trên ấy, ở khu 2 tổ 14 nhà con làn nó đẹp nhất cái xã đấy. Tôi là rất ưng nó nên đề nghị anh em đừng ai tán tranh của tôi nhé. Chả thằng ngu nó lên loa thông báo như thế cả. Đúng không ạ? Thấy em nó đẹp, nó ngon là phải lặng lặng tiếp xúc. Không để thằng khác nó biết. Chứ thằng bạn thân nó biết là nó cũng cướp đấy. Hiểu không ạ? Thế nên là đầu tư bất động sản cũng vậy. Thị trường nào đang ngon không bao giờ tôi nói cả. Tôi chỉ nói ví dụ như Quảng Yên vì chúng tôi mua xong rồi. Đúng không ạ? Chúng tôi mua xong rồi.
thì tôi mới nói. Còn không bao giờ tôi hé răng cả. Đằng này bạn lại lên mạng nghe mấy thằng diễn giả khác nó nói chuyện nữa. Đợt này là khu này tiềm năng lắm, anh em thích thì trông vốn ở đây đầu tư với thầy. Chả có thầy trò mẹ gì ở chỗ đấy cả, tất cả là môi giới hết, đa cấp hết. Thầy trò gì? Tôi đây mới chuẩn mực là thầy này, thầy đang đầu tư đâu đấy. Còn lâu tao mới nói, thì chỗ đấy phải để nguyên tao ép giá. Ai lại đi kể oang oang, đợt này thầy làm ở đây này ngon lắm, em xuống mà làm đi, không có đâu. Đúng không ạ? Tôi dạy bạn các kiến thức, sau này bạn phải tự định vị thị trường. Không có chuyện thầy xem chỗ nào ngon thầy chỉ em mới. Tôi duy nhất chỉ cho cổ đông của quỹ thôi. Đúng không ạ? Và tôi tin chắc bạn cũng tán thành điều đó. Vì bạn cũng thế thôi. Không có ai có chỗ làm ăn ngon lại đi khoe khắp cả nước cả. Không ai cả. Lại còn lên truyền hình như này nữa lại khoe thị trường đang làm. Không có đâu. Đúng không ạ? Nên là đừng bao giờ hỏi theo thầy nên đầu tư ở thị trường nào. Rồi nên thị trường nào tiềm năng và thứ hai thầy đang mua ở đâu đấy. Không bao giờ có câu trả lời. Đúng không ạ? Và đó. Vâng. Nhóm câu hỏi thứ 4. Vâng. Câu hỏi số 4 về đội nhóm. Điều kiện. Kinh không? Điều kiện mật mã nào để có thể trở thành cổ đông của quỹ? Ngày kinh có điều kiện và mật mã nào, ngày ông nào hỏi kinh thế. Đúng không ạ? Điều kiện rất là đơn giản, hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất đó là từng học các chương trình của gì ạ? Từng học các chương trình chuyên sâu của Rick Nguyễn Academy, các chương trình của tôi và đội ngũ của tôi đào tạo. Điều kiện thứ hai là hiện nay giai đoạn này số vốn tham gia tối thiểu là 2 tỷ trên gì ạ? Trên một người. Đúng không ạ? Mức vốn tham gia tối thiểu là 2 tỷ. Không có chuyện lang vàng mấy ông ném mấy trăm vào đây lây dây đâu. Vì giai đoạn này là người ta mua cổ phần trở thành cổ đông. Và họ thuộc nhóm những cái nhà sáng lập. Vì quỹ của chúng tôi mới bắt đầu triển khai được khoảng từ tháng 9 năm ngoái. Thì từ suốt đợt bấy giờ nó dịch suốt. Đúng không ạ? Đó, nó dịch suốt. Nhưng chúng tôi cũng quỹ hiện nay nó khoảng vào khoảng đâu đó khoảng hơn 100 tỷ. Đúng không ạ? Đó. Và sang gì ạ? Nhóm một số câu hỏi khác. Ví dụ thầy nhận định thế nào về thị trường Quảng Ngãi, Đà Nẵng trong ngắn hạn 1 năm. Rồi thì trung hạn 2 đến 5 năm. Vâng. Thì xin thưa bạn, để nhận định vào thị trường Quảng Ngãi và Đà Nẵng thì hiện tại tôi xin phép không nhận định gì cả. Bởi vì cụ thể sẽ phải gì ạ? Xem lại các báo cáo nghiên cứu thị trường. Không có chuyện hỏi dòng như vậy đâu. Và bạn muốn làm mà chính xác, bạn cũng phải có báo cáo nghiên cứu thị trường. Chứ tôi chia sẻ xong bạn lấy đó làm kim chỉ nam để đi đầu tư thì đúng bạn là quá dại. Quá dại luôn. Đúng không ạ? Đó, Đà Nẵng thì dư địa nó, thị trường nó đã quá cao rồi. Tức là nó không còn dư địa, nó không nằm ở phân khúc tôi yêu thích. Đúng không ạ? Đó. Còn Quảng Ngãi thì bạn phải xem kỹ hơn, có mưa thuận gió hòa hay không. Vì ở đó là cũng hay ngập lụt lắm đấy. Đúng không ạ? Đây, có một cái câu là vâng, Hà Nội đưa Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh lên làm thành phố thì có nên đón đầu ở giai đoạn này hay không? Nó tùy khẩu vị của bạn. Phân khúc của tôi yêu thích là dưới 5 triệu. Phân khúc yêu thích của bạn là bao tiền? Đúng ạ. Còn nếu bạn có những trường phái và cách đánh riêng thì không chung phân khúc. Nhưng nếu như tôi không quan tâm. Vì tất cả những thị trường đấy hiện nay giá đất đều rất là cao. Đều rất là cao. Đông Anh nó giáp thủ đô. Bên đấy nó có những vị trí hàng 120 triệu một mét rồi. Còn sóng sánh mới đánh gì nữa. Ngắn hạn dài hạn gì ở đây nữa. Không có ngắn mới dài gì ở đây cả. Đúng không? Nó không nằm trong phân khúc của tôi nên tôi không quan tâm. Bạn ạ. Chứ còn ở ngoài mà suốt ngày để đi quan tâm các thị trường nó nhiều lắm. Bạn chỉ nên tập trung vào một vài thị trường thôi. Để bạn nhận định, sau đó nghiên cứu và bán thôi. Và bạn có đội nhóm thì mở rộng nghiên cứu ra. Thì chúng ta có nhiều lựa chọn hơn nữa. Đúng không ạ? Đó. Và câu hỏi cuối đó là phân tích và nhận định của Rick Nguyễn về thị trường bất động sản Quảng Ninh nói chung, Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Yên nói riêng từ giai đoạn 2021 đến 2025. Đúng ạ. Ui dồi, lại còn giai đoạn 2 từ 2026 đến 2030. Vâng.
Nhận định chung của tôi về Hạ Long, Vân Đồn hay Quảng Yên đó là thời gian tới tôi không đầu tư ở đây, hết dư địa đối với tôi. Còn đối với bạn thì tôi không biết, nhưng về tương lai các thị trường đấy nó cũng sẽ rất phát triển. Vân Đồn nó có thể sẽ trở thành một Hồng Kông thu nhỏ, đúng không ạ? Quảng Yên nó cũng sẽ rực rỡ đấy, nhưng đối với tôi thì hết dư địa rồi. Vì phân khúc của tôi là phân khúc dưới 5 triệu và tất cả những khu vực đó không có loại đất đấy. Nên tôi sẽ, chúng tôi đã rút quân khỏi cái thị trường đó rồi. Và chúng tôi chỉ đợi nó sốt đất để bán hàng thôi. Vì chúng tôi bán lên cái tâm giá nó cũng đâu đấy khoảng mười mấy triệu thôi. Đầu ra thì có rất nhiều người lại họ thích đầu tư ở phân khúc tâm giá đấy. Mua khoảng 15, 17, 20 triệu rồi đợi nó lên 40. Thì đấy là phân khúc yêu thích của họ. Còn đối với tôi không làm phân khúc đấy nữa, đúng không ạ? Vâng. Đó. Thì đó là gì ạ? Đó là những cái câu hỏi mà chúng tôi nhận được một list. Có thể sẽ có một vài những cái câu hỏi nào đó khác của bạn. Một vài câu hỏi nào đó khác của bạn. Tuy nhiên là thời gian nó không đủ. Nó không đủ để trả lời quá nhiều của những cái câu hỏi như vậy, đúng không ạ? Vâng.